Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2019, sau 2 ngày xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Hồ Thị Nga, 45 tuổi, ở tổ 63 phường Hòa Xuân, mức án 15 năm tù. Trần Đình Chiến, 43 tuổi, ở 79 Lê Kim Lăng, cùng quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, mức án 7 năm tù. Đặng Thị Tình, 36 tuổi, ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, mức án 3 năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Nga là cò đất và lừa đảo bằng cách thông tin rằng mình có thể chạy án cho bị can tại ngoại, hưởng án treo, đặc biệt là có thể xin bố trí đất tái định cư, chuyển sang lô đẹp. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, Nga lừa 31 vụ, chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng. Chiến nguyên là công chứng viên, trưởng văn phòng công chứng An Phát, mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm trong hoạt động công chứng và thuế, nhưng do cần tiền nên Chiến cấu kết với Nga, công chứng trái quy định, giúp Nga lừa 2 vụ liên quan đến giải tỏa đền bù, chiếm đoạt 770 triệu đồng. Còn Tình cũng lợi dụng vai trò là cán bộ nhà nước giúp Nga tạo lòng tin đối với bị hại, lừa 400 triệu đồng.